Grab là đang giao hàng rồi. Trời ơi, không thể tin nổi. Người đó quá nhanh, quá lẻ và quá nguy hiểm. Hay là chỉ có mình gọi? À đây rồi. Ui, hai tài xế gọi cùng một lúc. Kinh khủng khiếp, một lúc và ba app gọi cho mình. Không kịp nghe máy luôn. Ông Lao với lại ông Bimin chỉ cách nhau một cái cua rồi. Ok, chào anh em nhá. Mình là xế số 1 đây. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với thử thách cho tài xế. Hôm nay thì mình sẽ so sánh tốc độ giao hàng của ba app là Lao, Grab và Bimin. Đấy, giao hàng thức ăn nha anh em nhá. Ở đây mình có ba cái máy. Đấy, chuẩn bị mình sẽ đặt cùng một món và cùng một quán anh em nhá. Thì để xem là cái app nào họ sẽ giao đến sớm nhất cho mình. Và phần thưởng cho tài xế đến sớm nhất là đây, mình có. Sớm nhất sẽ được 200k và người đến thứ hai sẽ được 100k. Còn người đến cuối cùng thì sẽ không được gì cả. Nope. Ok chưa nào? Thì không liên thuyên nữa, chuyển luôn. Ở đây mình có ba cái máy. Đây là đồ ăn, đây là app Grab đây anh em nhá. Mình sẽ đặt KFC thôi. Chỉ có KFC mới có trên cả ba app. KFC. Đây, mình sẽ đặt cái combo cơm gà quay 38.000 của Grab. Một cái. Đây là app nào? KFC. KFC đã làm đây rồi. Đây là app nào? Còn đây là app Bimin anh em nhé. No, đừng bảo cái trên này không KFC nhá. Điều đặc biệt là không có KFC ở trên Bimin. Thôi mình sẽ chuyển sang Lotte đi. Lotte Khâm Thiên này, gần lắm này. Lotte Khâm Thiên. Lotte. Tuyệt vời. Xem cái app có không nào. Đây luôn rồi, tuyệt vời. Chỉ có Lotte đi áo xuất hiện ở cả ba app anh em ạ. Rồi, mình sẽ đặt cả ba cái là cơm gà sốt đậu. Cơm gà sốt đậu, đây cũng là 45.000. Ok. Ui, ở đây là có combo này. 38.000. Ở bên Grab thì lại có combo cơm gà sốt đậu. Thôi mình sẽ đặt ở Grab xem vào. Rồi. Rồi, mình sẽ đặt hàng phát ba cái liền. Ở bên này nữa. 2 3. Xác nhận. Ok. Mình đã đặt được 3 đơn hàng của 3 app anh em nhá. Đây là tiền thưởng cho tài xế nào nhanh nhất. Đây có cả thời gian này. Tại cái thời điểm mình đặt thì rõ ràng là có sự chênh lệch về giá anh em ạ. Của Grab thì mình có đặt được combo 38.000. Và cả ship nữa là bao nhiêu ta? Là 58.000 anh em ạ. Cho cơm gà sốt đậu cộng Pepsi. Còn ở bên Now thì mình sẽ là 64.000, chỉ có cơm gà sốt đậu thôi. Bimin thì sẽ là 62.000, có một cơm gà sốt đậu thôi. Mình chưa thấy một tài xế nào đã nhận đơn đâu. Khi 1 phút 30 giây trôi qua. Rồi. Grab là một cái app mình nhận được cuốc xe đầu tiên. Nhận được nhanh nhất. À, vậy là cả ba app đều nhận được đơn hàng rồi. Chỉ sau 2 phút. Nhìn thì cả ba app anh em nhìn nó đều là một cái app đặt cơm khá là giống nhau nhưng mà không phải anh em ạ. Đấy, những cái chính sách khuyến mãi hay là cho tài xế nó đều khác nhau cả. Nó dẫn đến việc giao hàng nhanh hay chậm. Ok, 5 phút trôi qua. Để mình check xem là thời điểm hiện tại thì app Bimin là đang chuẩn bị hàng, còn chưa đi giao hàng. App nào là tài xế đang lấy đơn. Còn Grab là đang giao hàng rồi. Trời ơi, không thể tin nổi. Người Grab quá nhanh, quá lẻ và quá nguy hiểm. Chỉ sau 5 phút thôi. Đây, mình đang thấy tài xế đang lon ton chạy vào ngõ thổ quan. Như là ảo anh em ạ. Tài xế của Grab vẫn chưa di chuyển đâu. Nãy giờ mình thấy vẫn đang ở dậm chân tại chỗ thôi. Tài xế nào này, để nghe là xem thông tin cá nhân của các tài xế nào. Thì anh Bimin này là 29D2, đến từ Hà Nội, tên là Sơn Phạm. Còn anh Nao này là 36B2, thành phố Thanh Hóa. Anh này chỉ có 4.9 sao thôi. Còn anh Grab này là 5.0, là 5 sao, 29E2, cũng là người Hà Nội. Có một cái mình thắc mắc là không một tài xế nào gọi cho mình luôn. Trong khi đó, khi mà mình đi giao hàng ấy, luôn luôn là gọi trước cho
cho khách hàng trước. Tài thật. Hay là chỉ có mình gọi. À đây rồi. Ôi, hai tài xế gọi cùng một lúc. Mình sẽ gọi vào nào trước, nghe vào nào trước. Alo ạ? À? Đúng rồi anh ơi, anh giao em rồi nhá. Vâng, em đang đây. Chết rồi, ba tài xế gọi cùng lúc. Alo ạ? À? Em đang ở số 51 ngõ Cổ Quan rồi đây. Đây, em đang ở đây đây. Chị thấy ai? Ôi, anh nào đi trước. Rồi, ok. Anh nào là người đến trước? Bên đi đến sau. Bên đi đến sau. Rồi. 64.000 anh ạ. 64.000 hả? Gửi anh à? Đợt này anh đang nóng sốt nhé, không lo. Cần. Kéo bao nhiêu anh nhỉ? Của anh 62. 62 à? Vâng. Đây em chút. À, chạy này được không anh? 64 và 6. À. Chạy không ai không có đơn. Anh là người đến đầu tiên khi mà em đặt hàng đấy. À. Em thưởng cho anh. Dạ. Em tặng anh ấy. Thật à? Em tặng anh, thật mà. Em cảm ơn anh nhá. Rồi, chúc anh hoạt động tốt và giữ gìn sức khỏe. Vâng, cảm ơn anh nhá. Ok. Anh cảm ơn anh nhá. Vâng. Rồi, đến anh. 62.000. Ok. Quý em đặt đây anh ơi, em đặt đây. 62.000. Cảm ơn. Đây. Thật ra em đang có một cái trò chơi là tài xế nào đến trước thì em sẽ tặng tiền người đấy. À. Rồi, em có một món quà nhỏ nhỏ gửi tặng anh. À, rồi, vâng. Để em cảm ơn anh nhá. Vâng. Cảm ơn anh, chúc anh hoạt động tốt. Rồi, em cảm ơn. Anh ơi, hai bắt tay. Rồi. Em cảm ơn anh. Ok anh. Chào anh. Của em là bao nhiêu tiền đấy nhỉ? À, của em thanh toán bằng ấy rồi đúng không? Rồi. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều nhé. Wow. Đúng rồi mẹ, được đuổi đầy bất ngờ luôn. Kinh khủng khiếp, một lúc và ba app gọi ấy cho mình. Và không kịp nghe máy luôn. Đây là Grab. Thực sự là quá ngạt thở. Không biết là áp nào đã đến trước luôn đấy. Ông nào với lại ông Bimin chỉ cách nhau một cái cua rồi. Ông nào thì cua trước và ông Bimin. Đây là Bimin hay nào đây? Đây là nào trong đây là Bimin. Mình hơi tiếc là không tặng được quà cho anh Grab, tại vì anh Grab cũng đến ngay sau đấy thôi. Nhưng mà số lượng quà có hạn nên là đánh thế. Nó là một trò chơi mà. Ai thắng thì người đó ấy. Thôi bây giờ truy phân. anh Grab mình. Đây, và app đây. Và chỉ sau 10 phút thôi là cả ba anh đều đến rồi. Tại vì mình đặt cái nó gọi là khoảng cách nó ngắn, nó chỉ có 0,2 thôi, 0,2 km thôi. Thì ngay ở đầu ngõ Thủ Quan kia ngoặt vào cái là tới à. Nhưng mà thực sự là nao cực kỳ nhanh. Anh nao cực kỳ nhanh, mình sẽ cho cả 5 tài xế là 5 sao hết. Gửi. Ok. Thôi ăn cơm anh em ơi. Đúng rồi. Mình sẽ đặt thêm một suất nữa tại vì ở đây có 4 người cơ. Rồi hôm nay thì cũng xong cái clip mà mình so sánh tốc độ giao hàng giữa ba app rồi. Now rồi Now này, Bimin với lại Grab rồi. Đấy thì Now là cái hãng mà đến đầu tiên. Nhưng mà mình thấy là cách biệt giữa ba app nó cũng không hề ấy đâu. Không hề to đâu. Nhưng mà cái mình thấy cách biệt nhiều nó là cái khuyến mãi cho khách hàng ấy. Mình thấy Grab là giá khá là ổn. Cũng có thể là mình đặt sai cái thời điểm nên là nó thế. Tuy nhiên thì đây là một cái cuộc chơi mà về tốc độ cho nên là Now hôm nay sẽ là người giành chiến thắng. À đây. Em vào mua mặt nạ hả? Thì đây là một cái nội dung mới mà mình muốn làm và thử thách các tài xế và sẽ tặng cho họ những cái phần quà ngẫu nhiên đấy. Như phản ứng của anh Nao ấy rất là hay và cả anh Mimin cũng rất là vui. Tuy nhiên là hơi bị tiếc nuối tí là anh Grab là không được gì. Lần sau mình sẽ thay đổi cái thể lệ cho ai vào chơi thì mình cũng được quà ấy. Đấy. Thì cái tiền quà này nó sẽ tương ứng với cái lượng view mà anh em xem mình.
Đó, mai sau nếu mà view nó cao ấy thì mình sẽ tăng cái tiền quà lên và dùng chính cái tiền YouTube đó mình gửi tặng các tài xế. Tức là khi mà anh em xem cái này thì anh em đã ủng hộ các tài xế đấy. Ok thế nào? Ok, và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. À, có một cái nữa là nếu như anh em có một cái ý tưởng nào hay ấy thì hãy để lại dưới comment và comment được nhiều like nhất ấy thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện cái ý tưởng đấy cho anh em. Rồi, ok, chào anh em và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Ok anh em, mình mới xem lại cái cam mà mình để trước nhà mình ấy, để xem vào tài xế nào đến trước ấy. Đấy, thì một cái sự thật rất là hay luôn, rất là thú vị. Đây, ở phút thứ tư ấy, thì anh Bimin, anh ấy đã đến trước rồi. Và anh ấy không tìm nhà luôn, anh không tìm nổi nhà mình. Trong khi đó, địa chỉ của mình rất rõ ràng. Và anh dừng ở đấy và anh ấy alo cho mình. Đấy, thì khi mà anh em check lại cái ai gọi điện thoại trước ấy, thì cái cuộc điện thoại của anh Nao chênh lệch với của anh Bimin chỉ có không phải mấy giây thôi. Hay là chỉ có mình gọi? À đây rồi. Ôi, hai tài xế gọi cùng một lúc. Đấy, cái hay của anh Nao ấy là anh ấy gọi điện trước khi anh ấy tới. Là anh ấy ngay ở đầu ngõ rồi và anh ấy gọi điện thoại cho mình rồi. Khiến cho mình phải nghe điện thoại của anh ấy trước. Đó, và anh Bimin này xử lý khá là lúng túng khi mà anh ấy không tìm thấy cái địa chỉ nhà của mình đâu cả. Rồi một lúc sau là anh Nao tới, cua một phát. Bước vào trận đấu ở đây, anh cua phát dính ngay trước cửa nhà mình luôn. Trời ơi, và anh ấy là người chiến thắng. Đây là thực sự, đây là kinh nghiệm của tài xế anh em ạ. Đây là một cái tip cho anh em tài xế khi mà đi giao thức ăn. Thì trước khi tới thì anh em phải alo cho khách trước. Rồi anh em sẽ rút ngắn được cái thời gian anh em giao hàng. Mặc dù là anh Bimin là tới trước nhưng mà vẫn thua anh Nào. Thực sự là anh Nào rất là kinh nghiệm và xứng đáng với 200k đó. Tuyệt vời không anh em? Những cái clip này rất là tuyệt vời. Mình hơi tiếc cho anh Bimin. Rồi một lúc sau thì anh người ta mới tới. Rồi, một lúc sau cơ. Khá là lâu thì anh Grab mới tới. Đấy. Trời đất ơi, anh em thấy hay không? Thú vị không? Rồi, anh em nhớ like, comment và để lại ý kiến của mình ở dưới nhá. Và đồng thời chia sẻ video này đến mọi người để mình giúp đỡ thêm nhiều tài xế hơn, ok không? Rồi, chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.